tung hết ra nhà rồi. Làm gì đây? Mà có chuối ở đâu mà vứt hết ở nhà đây? Hả con? Mang vỏ chuối ra ngoài cho mẹ này. Con muốn lấy cái gì à? Đi xuống đi, mẹ mở cho nào. Thế mở. Ồ. Sao mà con lấy lắm chuối vào đây, con ngồi ăn. Con ngồi con ăn vậy? À, đi ra đây mẹ xem nào. Tay cầm ăn rồi. Mấy quả chuối liền. Đi ra ngoài đây. Đi. Không, mẹ cầm cái này này. Rồi đứng lên. Đi ra ngoài đây. Rồi, đi ra ngoài đây. Cho cả em. Cho cả em. Thì con cho cả ăn cùng đi chứ. Hả? Cho cả em. Cho cả em. Con cho ca ăn cùng đi. Phải ăn, mẹ đã nói là phải ăn cùng mới vui, rồi lại ăn một mình nói mãi thôi. Ba. Mẹ bảo là có đồ ăn là phải chia sẻ mà. Ba. Nào con đi tránh ra mẹ xem nào. Đi tránh ra đây mẹ xem nào. Vỏ chuối thì vứt hết ra nhà đi là không may dám vào là trượt ngã đấy. Con lại vứt ở đây à? Bé ơi. Sao con lại vứt ra nhà, sao con không bỏ vào thùng rác? Con biết là cái này vứt ra nhà đi là trơn trượt ngã luôn đấy. Con ăn hết cái quả này đi rồi mẹ này cho ăn cái quả đây nha. Không. Ca lại ăn vỏ à? Sao đấy mẹ bóc hẳn ra nào. Ca này. Rồi đó. Còn cái quả này mẹ bóc cho con nha. Đây mẹ bóc cái quả này cho con này. Ông bận cây. Đó mẹ lại bóc mất rồi. Đây con ăn chuối này. Con cầm đấy đi. Không ăn nữa à? À, hai cái gì hai thật. Mẹ đã nói đến như thế rồi mà bắt đầu bây giờ mẹ lấy quả này cho các cao nào con lại ngồi con khi à? À. Bây giờ con ăn cái quả này không? Khi à? Hả? À, con buồn à? Đó. Ca cũng chả thèm ăn luôn này. Ca chả chuối cho mẹ này. Này ca ăn chuối này. Ca cầm hẳn lấy mà ăn. Bé con ăn không? Con lại khi đúng không? Hả? À, mẹ đúng là mẹ cũng chịu hai đứa luôn. Bịt mồm. Này ca này. Ca này. Ăn được tí ạ. Thế mà cứ tranh nhau thôi.
chia rồi, bắt đầu là một đứa thì mẹ bóc ra thì không ăn, một đứa mẹ bóc ra cho ăn thì ăn được một tí ạ. Mà mẹ cũng không hiểu là chuối mẹ để ở trên tủ mà ai lấy bỏ vào đấy nhỉ? Hả bé? Chuối chuối mẹ để trên trên nóc tủ mà ai lấy đấy? Em. Con lấy hả? Sao con này lấy con dấu làm cái gì? Đây. Ừ, nhưng mà lại đây mẹ bảo mẹ. Đây mẹ bảo mẹ mới bảo. Bảo con nha. Từ nay nhá, muốn ăn gì cứ nói mẹ lấy cho, đừng có dấu vào trong tủ nó không kiết đấy. Đúng rồi. Ừ, xong rồi con gọi cả ca lại nữa, ca đi ở đây đi. Nè, ca đâu? Ừ, đúng rồi. Mà chính là con là người bỏ vào tủ đó, từ nay không được bỏ vào nữa nha. Có. Có sao? Phải là vâng, từ nay con không bỏ vào tủ nữa. Con này con đứng đứng ra đủ nữa. Ừ.